Em xin chào các bác nhá. Hôm nay thì em giới thiệu đến các bác cái con Onkyo CRD1 LTD phiên bản giới hạn. Con này là được sản xuất có số lượng giới hạn. Đấy. Ví dụ như em nói là nó giới hạn là 2.000 máy. Đấy, tổng hết 2.000 máy là nó không sản xuất nữa. Tức là nó giới hạn chỉ trong vòng 2.000 máy, còn với những cái dòng khác thì nó sẽ sản xuất đại trà. Đấy, các bác thích thị trường có bao nhiêu cần bao nhiêu máy là nó cung cấp hết, kể cả 10.000 máy hay 100.000 đầu máy thì nó đều có hết. Nhưng với dòng này nó sản xuất có số lượng các bạn, nó là bản giới hạn mà, nó chỉ có 1.000 đầu máy là 1.000 đầu máy. Đấy, để nó sinh ra là để làm gì? Để kỷ niệm ngày sinh nhật của hãng. Đó, hãng tròn 50 tuổi, tức là 55 thành lập thì là nó ra đời để nhân cái ngày kỷ niệm hãng, để tri ân khách hàng, và tri ân gì ạ? Đúng 1.000 khách hàng, không hơn không kém. Đó, thì nó mới có gọi là gì ạ? CRL1 LTD phiên bản giới hạn. Cái con này thì nó khác hoàn toàn so với cả những cái dòng thông thường các bạn nhá. Các dòng thông thường thì nó chỉ sử dụng là công nghệ D-Link. Đấy, hoặc D-Link 1 là được nâng cấp rồi, tiếp theo là D-Link 2. Còn với con này thì nó sử dụng công nghệ là gì ạ? Vectorline Digital. Đó, một công nghệ giải mã số cực kỳ hiện đại. Và nó, em nhớ không nhầm là thương hiệu Đài Loan và thương hiệu của Sony còn phải mua lại nhá các bác nhá, mua lại cái bộ khuếch đại của cái dòng này luôn. Đó, mua lại bản quyền đấy. Đấy, nhưng mà riêng cái công nghệ Vectorline Digital này thì Onkyo họ không bán, bởi vì nó là công nghệ cốt lõi để làm nên cái thương hiệu Onkyo này. Đó. Cái bộ khuếch đại họ có thể bán, nhưng cái khuếch đại tức là cái bộ âm ly đi các bác là họ có thể bán, nhưng cái công nghệ mà xử lý tín hiệu số này thì họ không mở họ bán, bởi vì nó là cái công nghệ cốt lõi, nếu mà mất cái này thì coi như là hãng vứt. Đấy. Cái gì cũng vậy thôi đúng không ạ? Nghề nào cũng vậy. Mỗi một bác thợ thì đều có một cái bí quyết riêng, đúng không ạ? Thì cái doanh nghiệp người ta cũng vậy. Mỗi một doanh nghiệp người ta sẽ có một cái bí quyết riêng, một cái công thức riêng để tạo lên cái thương hiệu. Thì cái công nghệ Vectorline mà Digital này nó là công nghệ gần như là độc nhất vô nhị của hãng luôn. Mà ít hãng nào có được cái công nghệ giải mã số này. Tiếng nó trong lắm các bạn. Bác nào mà hát karaoke hoặc nghe nhạc nhá. Đấy. Thì em nói thật với các bác là sung sướng cuộc đời luôn. Nhất là những bác nào mà hát karaoke từ trên tivi xuống đây. Để hát karaoke từ trên tivi xuống thì các bác đầu tiên là các bác phải có một cái dây quang đúng không ạ? Các bác sẽ dùng cái dây quang như này. Dây quang thì nó sẽ có hai đầu như này. Một đầu này các bác cắm vào tivi, đầu còn lại các bác cắm vào đây cho em. Con này nó có hai cổng quang nhá. Mong Đó. tàn chinh chiến Nó sẽ có hai cổng quang. Các bác sẽ cắm một cổng quang vào đây. Một cổng thì các bác cắm vào tivi. Đấy. Sau đó các bác sẽ dùng dây AV. Các bác sẽ dùng dây AV cho em. Đây. Ở đây thì nó sẽ có hai đầu AV ở đây các bác nhé, hai đầu ở đây. Thì một trong hai đầu này các bác lấy đầu nào cũng được, đầu dưới lại cũng được hoặc đầu trên lại cũng được. Sau đó các bác dùng hai cái này, các bác truyền xuống con vang. Con vang nhá, hoặc con đẩy hoặc con âm ly to để mình hát karaoke hay mình nghe nhạc. Mà tiếng em đảm bảo cho các bác là tiếng trong veo luôn, nó sạch cực kỳ. Bởi vì tín hiệu của nó là truyền bằng tín hiệu quang. Nó đưa vào con máy này, nó sử dụng, nó giải mã công nghệ số của nó, công nghệ Vectorline Digital với hệ suất cao. Nó xử lý tín hiệu nó trong và nó đưa lại cái chất lượng âm thanh của bác cho các bác, nó sạch cực kỳ luôn. Đấy, nó sạch dã man tàn bạo luôn các bác. Đấy, tại vì sao mà nó mới gọi là gì ạ? Giới hạn đây này. Con này nó về nó còn có cả sổ hộ khẩu luôn các bác nhá. Đây. Đấy, sổ hộ khẩu đầy đủ thông tin cho các bác. Đấy. Onkyo CRD1 LTD. Này. Đây chính là cái quyển sổ thông tin của nó rất là dày và giới thiệu về cái con này. Đây, nó rất là dày luôn các bác nhá. Chỗ này nó phải tầm mấy chục trang các bác đọc thoải mái luôn. Đó. CRD1 LTD. Thì đây người ta gọi là cái quyển sổ hộ khẩu của máy. Đấy, mỗi một con máy thì nó sẽ có một cái quyển sổ hộ khẩu riêng và chỉ có những cái dòng cao cấp như này thì nó mới về được cái sổ như này thôi các bác nhé, còn những cái đời khác không có đâu. Đấy. Đây, nguyên sổ hộ khẩu của nó luôn này. Đấy, để các bác biết được thông tin của máy nó như thế nào và cách sử dụng ra sao. Bây giờ em sẽ lên chất giải mã các bác xem nhá. Con này thì hàng nó chạy full chức năng, các bác nhìn nó đẹp không? Thiết kế cái màu sắc rồi mọi thứ nó đẹp không ạ? Quá đẹp luôn, em thật các bác, hàng đỉnh cao luôn đấy. Còn có cả chỉnh cả bát tép cơ các bác nhá, đây này. Đấy. Bác nào làm công suất còn chỉnh được cả bát tép luôn. Em lên nhà các bác nghe thử.
Đây là em đang cho giải mã này các bác này. Thật sự các bác nghe cái dòng này nó mê lắm. Không biết là các bác nghe qua điện thoại hay là nghe qua tivi như nào, nhưng mà để ngồi thực tế nha em nhé. Em khẳng định các bác là chỉ tầm khoảng đúng 5 phút thôi là các bác xuống tiền mua luôn. Bởi vì cái giá trị về chất đồng con này nó là hàng giới hạn các bác. Thế nên là nó được sản xuất và nó được nghiên cứu rất là kỹ và mọi thứ nó rất là đẳng cấp luôn. Đấy. Nên là mua những cái dòng này nó xứng đáng các bác. Đây là sổ sách của nó còn nguyên bản luôn này, sổ hộ khẩu đầy đủ luôn. Đấy. Bác làm một chốt con này thì alo cho em nhé. Vâng, em xin chào các bác. CD serial thì con này nó vẫn chạy bình thường các bác nhé. Này, CD serial này vẫn chạy. Đấy, CD này thì bên em thì cũng test thêm cho nó vui, chứ còn thực chất thì bên em cũng không bán cái CD đâu. Đấy, bởi vì là cái CD này ít người dùng. Thứ nhất là không ai dùng mấy. Cái thứ hai là nhiều bác có dùng thì cũng hay dùng kiểu đĩa cũ đi mốc đưa vào test đấy các bác. Đấy, đông qua nhiều khi là đĩa cũ đi mốc đưa vào nó không chạy, xong lại bảo nhà em là sao em bán, em bảo nó chạy mà về anh test lại không chạy. Thế lý do tại sao mà em không bán cái phần CD nó là như vậy, nó phải có lý do đúng không ạ? Đó, còn các bác thích cắm điện thoại hay là cắm cái gì đều được hết nhá. Còn bác nào thích cắm Bluetooth nhá, mua cho em cái Bluetooth bé bé này. Mình cắm trực tiếp đây này. Ở đây nó sẽ có một cái Bluetooth này. CD con này nhìn có vẻ nó đang không đọc. Đây các bạn này. Đó, em thử chuyển bài nhá. Đó, mắt chuyển bài rất là nhanh, chứng tỏ là mắt còn ngon. Đó, chuyển bài rất là nhanh nhá. Chuyển bài rất là nhanh. Đó, còn các bác thích nghe điện thoại nhá, chuyển này. À, em rút điện thoại ra nhỉ? À, đừng rút rồi. Đây.
Quá tuyệt vời luôn. Đấy thì bác nào mà chốt con này thì alo em. Vâng, xin chào các bác.